Tại Quảng Nam sau bão Noru, dù Phú Quang và một số nhà dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ bị tốc mái. Chia sẻ khó khăn với bà con, ngày 1 tháng 10 2022, Ni Sư Thích Nữ Hành Bình, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Hội An cùng Chư Ni đã đến thăm và hỗ trợ nơi đây. Tại mỗi hộ dân có nhà bị tốc mái, Ni Sư và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi động viên và trao tặng kinh phí khắc phục, mong các gia đình sớm trở lại cuộc sống ổn định. Trong chuyến đi này đoàn đã đến chùa Phú Quang, xã Tam Phú, thành phố Tâm Kỳ. Ngôi chùa bị thiệt hại nặng, mái ngói chánh điện và các công trình khác đã bị hư hại. Đoàn đã cúng dường tình tài chia sẻ khó khăn với nhà chùa. Theo mặt chùa Phú Quang và người dân địa phương, sư cô thích nữ tịnh nhật trụ trì chùa Phú Quang đã có lời tri ân đến Ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Hội An và Chư Ni tổng kinh phí hỗ trợ đợt này là 20 triệu đồng do ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Hội An vận động quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ